Em sinh viên. Máy là cực kỳ thì thầm luôn. Máy là cực kỳ thì thầm luôn. Em hôm nay shop em lên cho anh em xem một em biển 850720. Đi một vòng cho anh em xem đi. Rồi shop em sẽ review cho anh em ở xa xem nha. Cực kỳ dễ thương, nói chung là em này thì dễ thương. Giá sinh viên, giá của em nó là 17.500.000. Quay sát cho cái máy cho anh em nghe nè. Quay sát cái máy cho anh em nghe. Cực kỳ dễ thương thì thầm nha. Xe máy là không giọng không hú anh em nha, không giọng không hú. Sạch sẽ gọn gàng. Sườn lấp zin. Quay vô luôn. Đó. Quay cho anh em ở xa xem. Số khung số máy chuẩn chỉ. Anh em nào mà dặn shop em xe 67 giá sinh viên thì đây. 17.500.000 ha. Và địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37/15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Qua đây, bắt đầu từ như thường lệ đi, thì shop em sẽ lên cho anh em xem một cái bình xăng lớn 67. Bình xăng lớn này là bình xăng lớn lô xưa. Bình xăng lớn lô xưa, cực kỳ dày luôn. Cực kỳ dày luôn. Đó. Thì bình xăng lớn lô xưa nè, yên 67. Yên 67 da trơn ha, được độ mút thêm, được độ mút thêm. Nói chung là ngồi khá là êm. Ba ga sau 67, cái yên này nó êm lắm anh em. Yên nó êm. Nó độ mút thêm á, cái này là do chủ xe độ mút thêm nên cái dáng xe nó hơi cao tí xíu ha. Cái yên ngồi mình hơi cao tí xíu. Thấy shop em ngồi cái dáng phong trần không? Dáng dễ thương không? 17.500.000. Xe cấu hình máy là 4 số CD, xe 70cc. Máy móc là thì thầm luôn ha, máy móc là thì thầm. Biết sao mà tại vì cái xe này á, nhìn nó có duyên nên shop em không có vô về nhựa mà mình đi về nóc luôn. Xe 71 đi dán 71 luôn anh em nha. Về nóc sạch sẽ sáng sủa ha. Niền câm cũng vậy luôn. Niền câm cũng vậy luôn. Quay cho anh em xem. Niền câm cũng vậy luôn, sạch sẽ sáng sủa ha. Đây, quay rõ ràng vô cho anh em ở xa xem. Vỏ cũng còn rất là ok, vỏ xe còn rất là ok luôn ha. Vỏ Kasumina. Gấp sau là gấp zin anh em nha, gấp sau là gấp zin nha, gấp này là gấp zin. Quay vô cho anh em ở xa xem. Đi dán zin, những anh em nào mà nói chung là thích cái dán zin, thích cái sự phong trần thì em này khá là ok. 17.500.000. Và những cái chiếc xe mà bên shop em á, tất cả những cái chiếc xe mà shop em quay từ xe bán tới xe review luôn là bên em là máy móc là bao thì thầm, bao giọng hú. Những cái chiếc xe mà bên shop em bán hoặc là làm về mà anh em nói Quân ơi xe giọng quá hú quá là gửi tặng cho anh em một bộ nồi gia công chống giọng hú liền anh em nha. Vậy lúc nào mình cũng test trực tiếp cho anh em hết. Đây, ở đây sườn ha. À, nước sơn cũng còn rất là khá. Nước sơn cũng còn rất là ok. Khá là ok ha. Khá là ok. Đây. Nước sơn sườn khá là ok. Sạch sẽ, gọn gàng. Máy thì cấu hình máy là máy 70. Máy 70, 4 số CD. Ha. Máy 70, 4 số CD. Lên trên đây quay cho anh em ở xa xem. Xe này nói chung là được một anh trai. Cái ông anh này là ông biết shop em chắc không nằm trên 4 năm rồi. Tại vì lúc mà còn ở tiệm cũ á, là ông đã qua ông sửa xe, này rồi. Đó, thì khi mà ông qua ông chia sẻ lên shop em á, thì ông mới nói. Xe này lúc trước là làm bên shop nè. Đó. Thì ông nhắc lại mình mới nhớ phải tầm 4-5 năm rồi. Đây, qua đây quay cho anh em xem. Ghi đông 67, ha, gù, xi nhan, pha đèn, full chức năng đầy đủ hết. Để shop em test luôn anh em luôn. Để shop em test cho anh em đi. Ha, đầy đủ hết, không thiếu gì hết. Những cái chiếc xe bên shop em lúc nào cũng vậy, đầy đủ hết, không thiếu món nào hết. Phục sau, phục 67 ha. Xe này là phục win, xe này là phục win T27 lò xo trong. Xe này là nhúng nhảy là ngon lành luôn anh em nha. Phục T27 lò xo trong này là phục win nha. Cái này là phục win ha. Phục win đánh cước nè. Đây, nền câm sạch sẽ sáng sủa. Còn có thì cái tình trạng những cái clip mà của shop em á, những cái xe review rất là chi tiết cho anh em. Có sao thì mình quay vậy cho anh em, nên để những anh em ở xa xem được rõ hơn ha. Thì mình sẽ cố gắng quay thiệt là rõ để cho những anh em nào thật sự thích xe này
thì sẽ xem video thiệt là rõ anh em nha. Qua bên đây, quay bên đây luôn đó. Có nhiều, tại vì có nhiều anh em hỏi là mình quay hơi lâu nên anh em thông cảm đi, tại vì thật sự mà cái người thích đó, người ta sẽ xem cái xe mà người ta muốn mua cho rõ ràng, vì những cái xe của shop em á là có cọc là có ship xa ha, có cọc là có ship xa, nên shop em lúc nào cũng quay rõ ràng hết cho anh em. Quay vô luôn cả sườn, quay luôn cả máy, quay vô sườn lốp zin số khung số máy cho anh em xem đó. Thì mình có sao thì mình quay như vậy, và xe mình bán lúc nào cũng vậy ha. Đó, số khung số máy là bao chuẩn ha, sườn lốp zin quay xuống cho anh em ở xa xem, quay gấp cặt te, quay phuộc, quay rõ ràng hết. Một em SS dáng 71 ha, cực kỳ dễ thương, chỉ có 17.500.000 thôi, và biển số của em nó là biển số 85FA0720, giá của nó là 17.500.000 ha. Mình test máy cho anh em nghe, mình test máy luôn cho anh em ở xa nghe cho nó rõ ràng. Xe là không có cái thứ hai, chỉ một cái một thôi, là nổ thì thầm bao giọng hú nha. Những cái xe của shop em lúc nào cũng vậy á, bao giọng hú. Thì chỉnh kênh tì lớn lên cho anh em nghe. Thì thầm ha, xe là thì thầm, 4 số CD, full chức năng đầy đủ hết. Những cái xe bên shop em lúc nào cũng vậy nha, có cọc là có ship xa hết, nên em ở xa yên tâm, có cọc là có ship. Về là chỉ đổ xăng thôi anh em, về là chỉ đổ xăng thôi. Cực kỳ dễ thương luôn, xe cực kỳ dễ thương luôn, sạch sẽ gọn gàng. Và số điện thoại của shop em là 0909 00 0708 anh em ha. Địa chỉ để anh em xem trực tiếp là 37-15 đường Lâm Thị Hố, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Những anh em nào, những ông chú nào mà có biết xài Zalo, cứ việc nhắn qua Zalo của shop em, shop em sẽ gửi chi tiết, hình chi tiết cho anh em ở xa xem ha, mấy ông anh, mấy ông chú luôn. Và lúc nào mình cũng cố gắng quay thiệt là rõ ràng để cho anh em ở xa được xem cho rõ ha. Mình cũng quay luôn số khung, số máy, biển số luôn cho anh em. Thì xe của em là những anh em ưu tiên cho lúc nào cũng hỗ trợ cho những anh em ở xa hết. Có cọc là có ship xa, nên anh em ở xa yên tâm, có cọc là có ship xa. Đó, có cọc là có ship. 17.500.000, một cái giá cực kỳ dễ thương luôn. Một cái giá cực kỳ dễ thương luôn. Và sẵn đây nói với anh em luôn, những anh em nào mà cần những cái món phụ tùng của cúp hay là 67, xem những cái clip của shop em, cần những cái món phụ tùng gì đó, cứ việc cho shop em một cái bình luận ha, để shop em biết anh em cần những món gì, shop em sẽ review, báo giá trực tiếp hết. Lúc nào mình cũng chơi trực tiếp hết ha, báo giá rõ ràng hết cho anh em, nên anh em ở xa cứ yên tâm. Xe cũng vậy mà phụ tùng cũng vậy, rõ ràng hết. Không có, mình không có cái quay cái món nào là báo giá món đó. Xe cũng vậy mà phụ tùng cũng vậy luôn ha, lúc nào cũng đảm bảo cho anh em từ máy móc thì thầm đó, quay rõ ràng đi một vòng nữa cho anh em xem hết xe. Tại vì anh em thông cảm nha, anh em biết sao không, thí dụ như anh em mà có xài Zalo á thì anh em có thể điện cho shop em qua Zalo để xem hình hoặc là xem xe trực tiếp. Còn có nhiều ông chú á, người ta không có xài được Zalo, nên lúc nào shop em cũng cố gắng quay chậm chậm hết, quay chậm chậm để cho mấy ông chú xem. À, mấy ông chú người ta có nhiều người ta lớn tuổi á, nên mình không có, có nhiều ông chú cọc xe với điện thoại xong rồi nhắn tin qua số tài khoản là nhờ người ta cọc thôi, nên không có xem xe được. Bởi vậy lúc nào mình cũng cố gắng quay xe thiệt là chậm để cho anh em xem ha, quay thiệt là rõ ràng để cho những ông chú như ông anh ở xa được xem cho nó rõ đó. Tại vì mình muốn mua một chiếc xe mà mình ở xa thì mình phải đặt niềm tin cho shop em, thì shop em biết điều đó thì mình quay cũng phải là rõ ràng cho anh em ha. Rồi, ok, cảm ơn những anh em ở xa đã xem video nha. Anh em xem nhớ bấm like và đăng ký giúp shop để luôn cập nhật được các món phụ tùng và xe theo ngày tháng ha. Cảm ơn anh em rất nhiều và chúc anh em có một chủ nhật ấm áp. Bye bye.
Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm cho shop ha, để được cập nhật các món phụ tùng và xe theo ngày tháng. Thank you anh em, bye bye anh em.